Rồi, à, các em thì hôm nay thì tiếp tục hướng dẫn cho các em à, những dạng còn lại trong tinh bơi của mình. Thì đầu tiên thì à, đó là bài toán Golden à, trong buổi 3 Thì đối với bài à, trong buổi 3 này, thì đối với Golden á thật ra, à, đây, nó nằm ở trong buổi 3 nha, Thì buổi ba. thật ra nó chỉ là một bài toán à, tính doanh thu, hòa vốn, thay đổi một chỉ tiêu hoặc là dùng để giải phương trình. Nó và thường á em gặp ở trong cái trắc nghiệm là chính. Thì ở đây thầy có ghi nè, lưu ý khi làm con xí nè, là công thức của ô đích phải liên quan đến giá trị ô nhập liệu. Tức là ở đây các bạn phải xác định được đâu là ô kết quả hay gọi ô đích và đâu là ô nhập liệu, tức là cái ô này khi thay đổi kết quả ở ô này thì sẽ làm cho cái ô đích nó thay đổi theo. Nó nôm na là hai ô này nó phải liên kết với nhau bằng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Nó, Ô nhập liệu là một con số, một giá trị. Ô ô kết quả thì nó phải là một công thức nó tại vì nó không có công thức thì sao liên quan các em nhớ nha nó liên quan bằng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp ví dụ ở đây thành tiền thì sẽ số lượng nhân đơn giá đây nó liên kết bằng cách trực tiếp nó thì các em vô data đó what is and sell, set. rồi sao set sale giá trị ô chọn một ô cho value giá trị muốn đạt được Ví dụ như là bài này để có với số tiền 50.000 thì bạn mua được bao nhiêu cái crème với giá 5.000 đồng. Nó thì cái gì? Kết quả bạn mong muốn đạt được đó là 50.000. Giá trị thay đổi của bạn là cái ô số lượng. Đó. Ô kết quả. Giá trị kết quả mong muốn. Ô thay đổi. Ok. Nó tự nó tính. Quân là bên đây con xin 2. Đây các bạn thấy nè. Và này người ta yêu cầu bạn số lượng là bao nhiêu Đợi cái lợi nhuận đạt được là 500 triệu Đây các bạn thấy nó cái gì Cái ô lợi nhuận này không có liên quan gì hết Các bạn thấy nè không có liên quan gì nè Không có liên quan đến số lượng bán Được chưa Nhưng cái gì đây Nhưng mà cái gì cái chi phí Đây lại liên quan đến số lượng Tức là nó sẽ có gì đây Liên kết trực tiếp <cười> <cười> Hoặc là gián tiếp Nhớ nha Trực tiếp hoặc là gián tiếp. Sau khi xác định đâu là audit và đâu là ô thay đổi thì các bạn cứ vô data what is concept, giá trị audit giá trị mong muốn đạt được 500 triệu giá trị thay đổi giá trị này ok Đó, nó tự ra kết quả cho bạn bên đây cũng vậy nó thay đổi lợi suất để lợi nhuận này đạt được Mười trăm ngàn đô nó mà thấy là nó sẽ liên quan một cách là các bạn thấy nè không có trực tiếp nè nó nhưng mình sẽ coi từ từ nè nó này đúng không nó liên quan một cách gián tiếp nè nó các bạn thấy nó gián tiếp từ từ nè còn dưới này cũng vậy nè này nó đây bạn thấy nè đó, tức là nó sẽ có liên kết một cái trực tiếp hoặc là hai ba công đoạn gì đó nhưng miễn làm sao nó có liên quan thôi rồi, yeah, có liên kết rồi rồi uh, one set giá trị audit đạt mong muốn là 100.000 đô giá trị thay đổi các bạn là cái gì cô lãi suất lãi suất lên 0,6 nó thì cái này đang trăm 000 rồi hoặc tương tự One set giá trị này đạt được giá trị 90.000 tại vì đây cái này là bao nhiêu phần trăm nhớ 21 phần trăm các bạn thấy nó tự tính ra nó chỉ đơn giản như thôi bạn phải xác định được đâu là ô đích đâu là ô giá trị thay đổi đó và đâu là giá trị đạt được kết quả là bao nhiêu ô đích giá trị mong muốn 90 000 giá trị thay đổi như vậy thôi mà không xác định được thì bỏ tay rồi sửa vô <laughs> rồi bây giờ tiếp theo thầy hướng dẫn cho các em đó về toán solver đó thì ở đây thầy không hướng dẫn trong buổi ba nữa mà thầy hướng dẫn trực tiếp trong buổi ba đó tại buổi ba nó có clip sẵn rồi đó thì các em gì coi clip trong bài giảng số 3 và số 4 giùm thầy rồi ôn buổi ba ở đây tổng cộng của các bạn có 5 câu có năm câu thì đối với toán solver này thầy chia làm hai dạng dạng số 1 á, là cho chữ hết dạng số 2 là cho bảng Đó, người ta sẽ cho chữ hoặc là cho bảng rồi nguyên tắc của làm solver thì các bạn sẽ làm giùm thầy những bước sau bước 1 đọc đề lấy hết dữ liệu ra lấy hết dữ liệu đề cho và sắp thành bảng bước 2 giả sử số liệu giả sử số liệu uh, được hỏi nhiều nhất đó. thông thường ở đây nó sẽ hỏi bạn hai vấn đề một vấn đề là doanh thu chi phí hoặc là lợi nhuận vấn đề khác là số lượng hoặc là cái gì đó đó bước 3 tính cái hỏi còn lại. Nó sẽ rơi vào ba trường hợp. Một, thông thường nhất đó là lợi nhuận. Thứ hai là tổng doanh thu. Thứ ba là tổng chi phí. Tức là ba trường hợp này là ba trường hợp phổ biến nhất trong bài toán solver mà bạn sẽ làm ở bước số 3. Đó, tức là khi cái gì? Bước số 3 các bạn là lợi nhuận, doanh thu, chi phí. Thì bạn đọc đời coi người ta yêu cầu bạn tìm cái gì thì những cái mà không phải bước 3 thì nó sẽ rơi vào bước 2. Tức là bài này nè, hãy trình bày solver tìm số lượng quần áo để đạt lợi nhuận, tức là lợi nhuận các bạn là bước 3, vậy là số lượng quần áo là bước 2. Đó, nhớ nha. <laughs> bước 4. Bước 4 là bước khó nhất. Và bước quyết định. Làm không được bước 4 là bỏ tay. Bước 4, lập luận, xây dựng điều kiện, <laughs> ghi rõ ra, lập luận, xây dựng điều kiện và bạn ghi ra, chứ không phải là không ghi. Trong đó một số cái lập luận các bạn cần quan tâm, thứ nhất lợi <laughs> nhuận lợi nhuận tổng nha thầy nói thông thường nha các bạn ở đây thầy nói thông thường tổng lợi nhuận bằng tổng doanh thu trừ tổng chi phí <laughs> tổng doanh thu bằng số lượng nhân đơn giá tổng chi phí bằng số lượng nhân chi phí và một câu cực kỳ quan trọng. Những gì cho sẵn. Hãy tính sử dụng. Ví dụ người ta cho sẵn thời gian bằng tính tổng thời gian. Người ta cho sẵn 1.000 quả trứng thì bằng tổng tính tính tổng trứng sử dụng. <laughs> Đó. Đây là cái mà các bạn lưu ý. Đó. Cái gì cho sẵn tính sử dụng. Và một câu nữa, một ý nữa các bạn cần nhớ đó là đời không bao giờ cho dư. Đời sẽ không cho dư trong bài toán số Bước 5. Chạy số Và bước 6. Là kết luận. <laughs> đó, nó nhẹ nhàng 6 bước. Nó đây là bài toán 6 bước bài toán solver, áp dụng cho đúng giùm thầy rồi để lấy công cụ solver ra thì các bạn vô file các bạn chọn option file, chọn option rồi khó tâm mạng thì chết vô develop này để bạn lấy công cụ VBA công cụ macro đó, add in đó, có chữ go nè, bữa trước thầy có dạy rồi nó nó thì cái chấm cái uh, Anisit Toban là công cụ thống kê, Solver là công cụ solver. Đó, bữa trước đây dạy rồi. Hôm nay thì nhắc lại thôi. Đó, thì khi đó xong thì develop này bạn có thêm của develop nè. Data solver này các bạn nè. Rồi, các bạn ghi chú cái này vô dùm thầy, sau đó thầy hướng dẫn bài tập cụ thể. Rồi, bây giờ vô bài tập cụ thể nè. Một doanh nghiệp sản xuất quần áo có một máy sản xuất áo và một máy sản xuất quần. Đó, thầy ghi đây là quần. Đây là áo. Rồi, công suất 5 chiếc quần, 5.000 chiếc quần và 10.000 chiếc áo. Công suất quần 5.000, áo 10.000. Rồi, ở đây thầy format sale lên đây cho dễ nhìn. Rồi. Rồi cho xong rồi đúng không? Tổng vốn 500 triệu. Vốn 500 triệu đó. Rồi Cho tiếp gì Chi phí quần 60, áo 40 Đó, chi phí Đó, chi phí sản xuất Quần là 60 Áo là 40.000 Đó, mình cứ làm theo đời người ta Các bạn đừng có sợ gì hết á Mà đừng nghĩ gì cao xa hết á <laughs> Rồi, giá bán Là 100.000 là 65 000 Rồi, giá bán. Cái quần đó là 100 000 Ừ Rồi, cái áo là 65.000đ. Nhá. Yeah. Đó. Rồi. Sau khi mình lấy ra sắp hình bảng rồi, xong bước 1. Bước 2 giả sử cái hỏi nhiều nhất, hồi nãy thầy có nói ở đây các bạn thấy giả sử số lượng tìm số lượng quần áo để đạt lợi nhuận tối đa cái lợi nhuận nó sẽ rơi vào bước số 3. được chưa nên cái gì số lượng quần áo là bước số 2. số lượng sản xuất thầy viết tắt nha đó còn các em có thể ghi đầy đủ số lượng sản xuất Đó. số lượng sản xuất quần là một áo là một mình giả sử mà ở đây thầy đánh dấu nha Rồi những bài sau thầy không đánh dấu nữa nha Rồi Bây giờ hỏi gì? Lợi nhuận Mà lợi nhuận thì bằng doanh thu trừ chi phí Nè Lợi nhuận thì bằng doanh thu trừ chi phí Vậy mình phải tính tổng doanh thu Tổng chi phí Đó Rồi sau đó mình mới được lợi nhuận Rồi Ở đây thầy sử dụng công thức mãn Doanh thu của thầy nó sẽ bằng số lượng này. F4 nè Nhân giá bán nó F4 được chưa lấy gì đây lấy số lượng nhân giá bán được chưa bạn ra được doanh thu cần tròn ship inter nó nhớ nha thì bạn sẽ ra được gì đây nó doanh thu rồi chi phí chi phí bằng gì số lượng nè F4 <laughs> nhân mở hoặc ra giá chi phí sản xuất E4 Ctrl Shift Enter sử dụng công thức mạng nha nó Ctrl Shift Enter rồi lợi nhuận thì gian này bạn cần doanh thu trừ chi phí hai ô này trừ nhau và nhấn Enter thôi nha nhấn Enter thôi nha đó được chưa rồi Đó. Rồi xong, đây là bước 3. Đó, bạn phải xác định đâu là bước 1, bước 2, bước 3. Rồi bước 4. Lập luận ghi điều kiện rõ ra. Tức là muốn lập luận này thì bạn phải kiểm tra từng ô. Nó thông thường. Thông thường bước 1 sẽ là gì? Thông thường cái đầu tiên các bạn nè, cái này nè. Nó giả sử đó, điều kiện 1. Thông thường điều kiện 1 này là gì? Số lượng sản xuất. Đó, số lượng sản xuất nguyên dương thông thường đó là cái giả sử bước hai các bạn đó. thông thường cái giả sử bước hai bạn sẽ là nguyên dương rồi tiếp tục bây giờ mình sẽ kiểm tra từng cái công suất thì các bạn thấy nè nó không có liên quan với mấy cái này nhưng mà nó sẽ liên quan với số lượng sản xuất nó điều kiện hai số lượng sản xuất nhỏ hơn hoặc bằng công suất các bạn viết chữ đầy đủ giùm thầy nha nhỏ hơn bằng công suất con này thầy viết tắt một chút xíu rồi Chi phí Bạn đã tính tổng chi phí rồi Doanh thu Giá bán tính tổng doanh thu rồi Cái này là bạn đưa vô điều kiện rồi Bây giờ tới vốn Để đến liên quan gì Điều kiện 3 Tổng chi phí Nhỏ hơn bằng vốn Nó tổng chi phí Nhỏ hơn bằng vốn Rồi Doanh thu lợi nhuận Rồi sau khi bạn làm xong hết á đó sau khi bạn làm xong hết đó thì chắc là mình chạy data chạy server nó cái nào có sẵn thì rồi này uh, thêm điều kiện server nha thêm điều kiện thì bạn add vô đó sổ thì bạn change và delete là xóa làm lại thì reset on giờ yeah. rồi bây giờ audit các bạn đầu tiên cái này nè ở trên này nè là ô ước ba nha một ô ở bước 3. Nhớ nha. Các bạn chọn sai là bằng sai nha. Ở đây là một ô của bước 3. Ghi chú dùm này. Tùy theo đề bài người ta yêu cầu match min hay value up. Bạn nếu cầu match Đó, nếu là min thì chọn min. Value of thì nhớ đánh giá trị. Nhớ nha, value of thì phải đánh giá trị. Rồi, by changing very cell, những ô thay đổi. Ở đây các bạn chọn nhớ ghi chú dùm thầy. Ở đây là những ô ở bước 2 nhớ là những ô nha những ô của bước 2 bạn chọn sai rồi ráng chịu á nghe chưa rồi điều kiện thứ nhất số lượng sản xuất nè số nguyên là in nghe số lượng sản xuất số dương nên các bạn cho lớn bằng một dùm thầy tại nếu lớn bằng không á thì nó có thể bằng không và bằng không không phải là số dương nghe chưa rồi số lượng sản xuất hai ô này đó, các em nhỏ hơn bằng công suất add vô tổng chi phí nhỏ hơn bằng vốn đây là điều kiện cuối bạn có thể nhấn add vô hoặc là nhấn ok nếu nhấn add vô thì bạn nhớ nhấn cancel tại giấc này đâu nhấn ok được rồi còn nhấn ok thì lập tức nó trả về cho bạn ra cái bảng này luôn rồi sau đó bạn muốn sửa thì bạn chọn change muốn thêm thì add vô thêm điều kiện mới rồi nếu muốn xóa thì chọn Delete Muốn làm lại Reset On Và nếu đúng hết rồi muốn chạy server thì nhấn chữ server Rồi sau đó bạn kết luận Vậy cần sản xuất ra 5.000 chiếc áo và 5.000 chiếc quần Đó đây đồng bài toán Server Rồi mời các bạn sửa Rồi câu tiếp theo là câu số 3 Câu số 3 trong phần ô mũi 3 bài toán server Một người nông dân có 100 hectare đất Rồi Đất có Bây đó có nhiêu 12 ghi vô 100 ha. Đừng ghi chữ A nha trời, ghi chữ H hồi sau tính. Rồi tiếp tục. Dự định trồng 3 loại cây A B C. Được chưa? Trồng 3 loại cây A B C. Cây A, cây B và cây C. Rồi và Marcel có dấu phân cách hàng ngàn đi để chút xíu có gì dễ nhìn rồi được chưa giá mua hàng lần lượt giá mua hàng cây A thì các bạn cần bỏ 40 đô cây B là 20 và cây C là 30 đô ngân sách người này có là nhiêu đây ngân sách là 3.200 ngân sách 3.200 Được chưa? Rồi tiếp theo Thời gian hạt Thời gian gieo trồng Được chưa? Nó lần lượt Là 1, 2, 1 Thời gian giao trồng 1, 2, 1 Tổng quỹ thời gian là 160 ngày Thầy ghi là thời gian có 160 Doanh thu 100, 300 và 200 Doanh thu 100, 300, 200 Được chưa? Rồi xong Lấy hết rồi Bây giờ bắt đầu xây dựng Nó các bạn thấy cứ làm bình thường thôi Có gì đâu khó Lấy <laughs> thành bản này nè Cái gì người ta cho thì bạn lập thành bản đó, cái nào mà liên quan đến nhiều số bạn đến bên cái nào nó có một số đến bên Hãy trình bày solver tìm diện tích trọng ABC. Một ý hỏi. Lợi nhuận. Ý thứ hai. Được chưa? Đó. Vậy là lợi nhuận nó sẽ là bước số 3. Vậy là cái gì? Diện tích trồng là bước số 2. Đó. <laughs> diện tích trồng Một, một, một. Bài này thầy tiếp tục đánh dấu cho các em. Những bài sau các em tự làm dùm thầy. Thầy không đánh dấu. Đó, đây là bước 2. Bước 3 lợi nhuận. <laughs> lợi nhuận thì bằng doanh thu trừ chi phí. Đó, mình sẽ tính tổng doanh thu. Đó, tổng doanh thu bằng gì đây? Bằng diện tích trồng. Đem nhân doanh thu mang lại. Thầy sử dụng công thức mạng nha. Diện tích trồng nhân cho <laughs> doanh thu mang lợi của mỗi hecta Ctrl Shift Enter Đó. Nhớ công thức mảng là Ctrl Shift Enter nha Rồi Tổng chi phí Tổng chi phí thì nó cũng tương tự Nó bằng gì đây Diện tích trồng Nhân với cái giá mua hàng Đó diện tích trọng nhân giá mua hàng cần cho ship inter lợi nhuận hay gọi là lời <laughs> bằng doanh thu trừ chi phí doanh thu trừ chi phí đây là bước số 3 đó đây là bước số 3 được chưa rồi bước số 4 xây dựng điều kiện ghi rõ ra đó rồi điều kiện thứ nhất diện tích trồng dương là đủ rồi nhưng thầy muốn số đẹp nên thầy cho là nguyên dương <laughs> rồi tiếp tục diện tích trồng nguyên dương rồi đắt có đó thì mình kiểm tra là đất có Thì mình phải tổng diện tích đất mình mới so sánh đất có nó tổng diện tích đất sử dụng đó thầy có nói các em là gì cái gì người ta cho sẵn thì mình tính sử dụng và tổng diện tích đất sử dụng thì các bạn chỉ cần sum ba này lại thôi nó cây a trồng ba năm hecta cây b trồng 10 hecta cây c trồng 50 mươi hecta cộng ba này lại sum lại thôi rồi, điều kiện 2. Nó tổng diện tích sử dụng nhỏ hơn bằng 100 hecta. Nó 100 hecta. Rồi. Ngân sách tức là bằng tính tổng chi phí. Nó điều kiện 3. Tổng chi phí nhỏ hơn bằng 3.200 đây người ta cho nè nó tổng chi phí mình tính rồi đấy tổng thời gian có ở đây các bạn chưa có mình phải tính tội ở đây người ta thời gian có thì mình tính tổng thời gian sử dụng nó ở đây thật ở đây nha tổng thời gian sử dụng tổng thời gian trồng nó nó bằng gì các bạn bằng diện tích trồng bạn nhân với thời gian để trồng mỗi một hectare được chưa? Nhớ F4 và ở đây công thức mảng nên cần Ctrl Shift Enter Dùm thầy nhé. Rồi điều kiện 4. Tổng thời gian trồng Nó tổng thời gian chồng Nhỏ hơn bằng 160 giờ 160 ngày hay gì đó <cười> <cười> Rồi Doanh thu Rồi Chi phí rồi giá mua thì mình tổng chi phí nè đó thời gian mình đã tính thời gian tổng nè rồi doanh thu rồi tức là giá này bạn đã sử dụng hết các điều kiện dữ liệu người ta cho rồi đó mình chạy Server vô data solver reset on giá trị ô đích bước 3 đây một ô của bước 3 mát các giá trị à, min hoặc là value of bài này yêu cầu mát giá trị thay đổi là những ô ở bước 2 đó, mình phải tìm được những ô ở bước 2 Đây có 3 ô Đó, các bạn chọn đúng nha nhập Cái điều kiện vô Điều kiện thứ nhất Diện tích trồng là số nguyên INT Diện tích trồng là số dương Các bạn cho lớn bằng 1 Rồi Tổng diện tích sử dụng Đây, tổng diện tích sử dụng các bạn phải tính nè Đó, nhỏ hơn bằng bạn có thể chọn trăm này hoặc đánh số trăm vô. Hết vô tổng chi phí tổng chi phí các bạn nè phải nhỏ hơn bằng 3002 tổng thời gian nhỏ hơn bằng 160 đó và đây điều kiện cuối cùng rồi nên các bạn nhấn OK OK server đáp án tham khảo 160 và 39 đó lời tiền lời các bạn là 23490 các em nhớ kết luận nha vậy cần chồng Ờ, trên cần trồng các loại cây ABC lần lượt là 1, 60 và 39 để cho cái lợi nhuận đạt được là 23.490. Các em nhớ phải kết luận nha. Các em nhớ kết luận. Rồi, sửa vô dùm thầy. Rồi, bây giờ câu số 4 nè. Người ta nói gì đây? Nó cực kỳ đơn giản thôi. Báo quỷ này có gì là làm, làm, chừng nắm số câu là quen ha à. Rồi, một nông dân quy hoạch sản phẩm nông nghiệp trên mảnh đất của mình vấn đề đặt ra là trồng bao nhiêu tấn lúa gạo và bao nhiêu t... lúa mì chưa bao nhiêu tấn lúa gạo bao nhiêu tấn lúa mì để cái lợi nhuận đạt cao nhất nó vậy đấy uh... lúa gạo để ghi gạo nhé thôi ghi lúa gạo đi nó lúa mì <laughs> Rồi Diện tích Nó diện tích trồng một tấn lúa gạo 2 hecta Lúa mì là 3 hecta Nước Lúa gạo là 6 Và lúa mì là 4 Nhân công Lúa gạo là 20 Tờ lúa 10 là 5 Đó Rồi lợi nhuận Đó nhưng mà trước cái lợi nhuận là Nông dân này có tối đa Đó Đắt có 25 Nước Nước có 50 Nhân công là 125 Ừ, nhân công có lợi nhuận 18 đô 21 đô Rồi Bây giờ tiếp tục <laughs> Tiếp tục gì đây Lấy hết rồi Bây giờ Giả sử Lúa gạo, lúa mì Yêu cầu lợi nhuận Đó bao nhiêu tấn lúa gạo bao nhiêu tấn lúa mì là nhuận tối đa <laughs> rồi vậy là gì đây số tấn số cần trồng bao nhiêu tấn lúa gạo bao nhiêu tấn lúa mì đó và lợi nhuận nó lợi nhuận lợi nhuận này thì các bạn có gì doanh thu trừ chi phí bài này không có doanh thu cũng không có chi phí nhưng có lợi nhuận sẵn thì mình lấy gì đấy lấy số tấn nè Nhanh chứ lợi nhuận đó control shift enter đây là bước số 3 rồi bắt đầu ghi điều kiện đó điều kiện một nó điều kiện một là gì ạ? À, số tấn trồng số tấn lúa trồng nguyên dương số tấn lúa trồng nguyên dương <laughs> điều kiện 2 là gì đây đó diện tích đó tổng diện tích sử dụng để viết tắt nha rồi tổng nước sử dụng tổng nhân công sử dụng nó và tổng nước thì các bạn bằng gì đây bằng số tấn trọng nè nhân cho gì diện tích nè nó được nhân diện tích và đây thầy khóa cột để công thức thầy chạy xuống luôn đó các bạn thấy nè diện tích nước nhân công bây giờ thầy khóa cột để công thức chạy xuống luôn cần tròn sẽ viên nó thay vì bạn tính từng ô thì ở đây thầy có thể khóa cột để công thức chạy xuống đây số tấn nè được nó đây Yeah, số tắng nhân cho nhân công Đó thầy khóa cột à, Cái gì Số tắng này thì giữ nguyên khóa luôn vùng Khóa luôn uh, vùng Còn này thầy chỉ khóa cột Rồi về điều kiện 2 Thầy có thể gom chung điều kiện 2, 3, 4 luôn Là gì <laughs> Tổng diện tích sử dụng Nó Tổng nước Ờ, bạn có thể ghi chung luôn nhưng mà được thì nên ghi ra dùm thầy đi chắc ngắn tổng diện tích đất sử dụng nhỏ hơn bằng diện tích có điều kiện 3 tổng nước sử dụng nhỏ hơn bằng nước có điều kiện 4 tổng nhân công sử dụng nhỏ hơn bằng nhân công có rồi chạy server data server giá trị audit lợi nhuận yeah ô oh, lợi nhuận mát giá trị thay đổi số tắng em <laughs> cái điều kiện vô số tắng nguyên dương int số tắng là số dương lớn bằng 1, rồi ở đây các bạn có thể chọn gì đây tổng diện tích nhỏ hơn bằng đất có hết vô tổng nước nhỏ hơn bằng nước có hết vô tổng nhân công nhỏ hơn bằng nhân công có hết vô đó thì vấn này bạn nhấn cancel đó tại hết điều kiện mà nhấn nhấn add thì nhắn này nhấn cancel nó hoặc wow, ở đây các bạn lưu ý bạn được quyền quét ba ô này tức là tổng diện tích nước và nhân công nhỏ hơn bằng ba ô này với điều kiện bạn sắp tương ứng nha tức là ô này nó sẽ xoắn ô này ô này so sánh ô này ô này so sánh ô, ô, ô này ok ok nó giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn rồi ra đáp án kết luận vậy càng trồng năm uh, tấn lúa gạo và năm tấn lúa mì để lợi nhuận tối đa là 195 rồi mời các em sửa rồi bây giờ câu tiếp theo là câu số 2 câu số 2 ở dạng bài tập này á, thì thầy hay nói là cái dạng này là cái dạng mà cho bản sẵn thì đối với dạng cho bản sẵn thì các bạn sẽ bỏ qua bước số 1 Tới bài toán số vơ nãy thầy cho các bạn ghi là 6 bước. Đó thì cái ở đây cái bước số 1 là lấy dữ liệu ra. Bài này các bạn người ta cho sẵn rồi thì mình không có cần làm bước số 1. <laughs> rồi, bước số 2. Giả sử để lợi nhuận tối đa thì sản xuất bao nhiêu hộp bánh? Ý thì z? Vậy hỏi lợi nhuận. Vậy lợi nhuận sẽ là bước số 3, vậy là số hộp bánh. Nó sẽ là bước số 2. Nó cực kỳ đơn giản vậy thôi. Mà xác định được thì làm được, không xác định được thì bỏ tay chấm cờ đó số hợp bánh một 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 lợi nhuận mình tính tổng lợi nhuận mà tổng lợi nhuận của mình sẽ bằng số hợp bánh f 4 nhân lợi nhuận của từng hợp bánh f 4 Ctrl Shift Enter đơn giản lắm các bạn nè lấy số lượng hợp bánh nhân cho lợi nhuận, Tại lợi nhuận này người ta cho là lợi nhuận từ hợp bánh. Còn khi mà người ta cho gì đây? đó khi người ta cho gì? người ta cho số lượng cho đơn giá thì mình tính theo cái kiểu là số lượng nhân đơn giá ra được uh, thành tiền rồi trừ cho chi phí này nọ, còn đây cho lợi nhuận thì tính lợi nhuận luôn. Rồi một cái nguyên tắc nữa, cái gì người ta cho sẵn thì tính sử dụng. Tức là cái gì? sử dụng. Ở đây thầy làm tắt nha các em có thể ghi lại gì tổng bột sử dụng tổng đường sử dụng tổng trứng sử dụng đó còn hệ này sẽ làm tác sum số lượng sản xuất F4 nhân bột khóa cột cần Shift enter sẽ thể được kéo xuống luôn này nó tính tổng tổng đường sử dụng đó cũng vậy tổng trứng sử dụng lấy số lượng hợp bánh nhân cho số trứng rồi chạy server Tại vì đối với dạng cho bản á, Thì người ta cho sẵn điều kiện Đó Nên mình sẽ không cần Quan tâm uh, Lập luận để lập điều kiện Nhưng mà gì Dựa vào điều kiện để tìm ra coi cái nào Người ta chưa tính Nói thí dụ như số so bánh là nguyên Nguyên liệu sử dụng không vượt quá nguyên liệu hiện có Tức là bạn phải tính sử dụng Nó gọi này là hiện có Được không? rồi y phải trừ trăm cho lên này cho trăm cho lên không có liên quan nó không có ghi điều kiện à, không có đánh à, tính toán gì đây hết rồi data server nếu bạn đã hiểu được vấn đề bạn làm cực kỳ nhanh bước 3 là nhuận Math, giá trị thay đổi số hợp bánh hẹt vô số hợp bánh là số dương nt ở số nguyên ENT, số hợp bánh là số dương lớn bằng một sử dụng thay vì bạn toàn chừng ô nó bạn lấy ô này nhỏ bằng ô này ô này nhỏ bằng ô này ô này nhỏ bằng ô này thì bạn được quyền ba ô này nó bạn sử dụng nè lưu ý nhưng mà khi làm bài đó, thầy đề nghị các em ghi từ chi tiết từng cái từng cái như thế giùm tại vì trung bình các bạn có 10 phút cho một câu nè nên cứ làm từ từ ghi chi tiết giùm này rồi nhỏ bằng này ở bánh đi lớn bằng trăm Ok Solver Đó, ra đáp án Đó yeah, kìa, ra đáp án. Rồi Kết luận Hết Mời các em sử dụng Rồi, câu tiếp theo à, Một cái tổ hợp ABC Có sản xuất ra Cần sản xuất ra 3 loại CT1 Hay gọi là công tơ nha, công tơ 1, công tơ 2, công tơ 3 và công tơ 4 Đó Bao nhiêu để lợi nhuận là 3.500 Được chưa? Cái này là thuộc dạng là câu 5 nè. Câu 5 trong cái phần solver ô mũi 3. Thì các em thấy là thuộc dạng nhóm thứ hai là cho bản sẵn. Thì số lượng sản xuất 1 1 1 1. Như thôi. Nó cực kỳ đơn giản, đừng có suy nghĩ nó cao xa. Rồi. Cái gì người ta cho sẵn các bạn là gì? Này. Đó. Ở đây là cái bước 2 là giả sử đó, Số lượng sản xuất bước 3 lợi nhuận Bài bài này có gì? Có chi phí Có giá bán Vậy mình phải tính tổng lợi nhuận đó, Tổng lợi nhuận bằng bằng tổng doanh thu đó, Tổng chi phí Tổng lợi nhuận nó cực kỳ khó khăn luôn các bạn tổng doanh thu thì bằng số lượng nhân đơn giá số lượng sản xuất F4 Nhân đơn giá giá bán đây lấy số lượng lấy số lượng nè nhân giá bán nè bạn sẽ ra được tổng doanh thu cần cho sẽ bình chi phí <cười> <cười> số lượng nha chi phí sản xuất đó bạn xác định đúng như thầy nha số lượng nhân chi phí cần ra sẽ lợi nhuận doanh thu trừ chi phí bước 3 xong bước 4 xây dựng điều kiện ghi rõ ra ở đây ta ghi rồi thì mình kiểm tra số lượng nguyên dương số lượng sản xuất không được ít hơn số lượng sản xuất tối thiểu số lượng sản xuất không được ít hơn số lượng sản xuất tối thiểu rồi thời gian công lao động và chi phí ở đây các bạn tính tổng thời gian, tổng công lao động và tổng chi phí. Tổng thời gian sử dụng. Tổng chi phí có rồi, tổng công lao động. Sử dụng. Đó. Tổng thời gian sử dụng có được bằng cách số lượng sản xuất bạn nhân với thời gian sản xuất để tạo ra một sản phẩm. Đây. Được chưa? Đó. Lấy số lượng sản xuất nhân với thời gian tạo ra một sản phẩm. Ctrl-Shift-Enter. Tổng công lao động. Số lượng sản xuất. À, lấy số lượng sản xuất. Nào. Đem nhân cho gì? Nhân cho gì các bạn? Nhân cho công lao động để tạo ra một sản phẩm. Ctrl-Shift-Enter. Rồi. Hết. Chạy server. Giá trị ưu đích lợi nhuận value of 3500 nha bài này người ta yêu cầu là 3500 nha nó mát thì chọn mát min thì chọn min value of đánh giá trị vô giá trị thay đổi số lượng sản xuất vô số lượng sản xuất là số nguyên int add vô số lượng sản xuất nè số lượng sản xuất nè là số dương lớn bằng một số lượng sản xuất lớn hơn bằng lớn bằng số lượng sản xuất tối thiểu là <laughs> các bạn hay quét bị sai nè thấy không à? thì các bạn phải nhớ quét làm sao cho đúng nha quét sai là bạn sai hết á nghe chưa rồi tổng thời gian tổng thời gian phải nhỏ hơn bằng 650 bạn có thể đánh số vô được các bạn nghe yeah, chưa tổng chi phí ở tổng công lao động nè tổng công lao động nè. Nó nhỏ hơn bằng 1500. Rồi, tổng chi phí. Đây, nhỏ hơn bằng 10.000. Được chưa? Rồi. Ok. Đây. Đó, 10.000 là C13. C13 là tổng chi phí đúng rồi. Đó, C15. C15 là tổng thời gian. C16 là tổng công Ok Chạy server bạn chọn đúng ô nha Bạn chọn sai ô là bạn đi đó 3500 Đâu rồi Đây Nó sản xuất ở đây Và lưu ý mọi máy tính khác nhau Thì kết quả cái này nó có thể khác nhau Nhưng làm sao nó vẫn khỏi hết các điều kiện Vậy thôi Rồi nhớ kết luận dùm thầy Và sửa vô